Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 29 truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Tiểu đầu nha, ta muốn tắm rửa. Sau bữa cơm tối, Triệu Nhân ngồi trong phòng phân phó. Tiểu đầu nha ở bên ngoài lập tức đáp ứng, sau đó để người đi chuẩn bị nước ấm, một lát sau mới đưa vào trong phòng. Đừng nhìn Triệu Nhân là quận vương, nhưng một số phương diện trong cuộc sống cũng không tiện lợi như đời sau. Tỷ như lấy chuyện tắm rửa này làm ví dụ. Ở đời sau, chỉ cần là ở trong thành thị, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm nước nóng, cho dù là ở nông thôn, lắp một cái máy sử dụng năng lượng mặt trời cũng có thể tắm nước ấm bất cứ lúc nào. Nhưng ở thời kỳ đại tống này thì không được. Triều Nhan muốn tắm rửa thì trước đó nhất định phải thông báo. Hơn nữa cho dù là quý tộc cũng không phải mỗi ngày đều tắm rửa, bình thường đều là 3 đến 5 ngày mới tắm rửa một lần, nếu mà mỗi ngày đều tắm rửa thì rất có thể bị người khác cho rằng quái lạ. Mặt khác, trong phương diện tắm rửa còn có một chuyện khiến Triều Nhan hết sức bất mãn. Đó chính là cái gọi là phòng tắm thực ra chỉ là một cái thùng lớn để tắm. Nếu là nước lạnh, phải để cho người khác không ngừng mang nước nóng đổ vào bên trong, hết sức bất tiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khi tắm, hắn nhất định phải có người hầu hạ. Đợi một hồi lâu, lúc này tiểu độ nha mới tiến đến bẩm báo đã chuẩn bị xong nước tắm lúc này triệu nhan mới đi vào trong phòng tắm để tiểu Đậu nha hầu hạ mình cởi quần áo ra hiện tại đã là đầu mùa đông nhiệt độ không khí rất thấp tuy nhiên trong phòng tắm đã đặt bếp lò ở bên trong đốt chính là than tổ ong mà hắn hợp tác chung vốn cùng với tàu ra khiến cho phòng tắm vô cùng ấm áp thật là thoải mái triệu nhan đi vào trong thùng tắm từ từ nằm xuống toàn thân bao trùm trong nước ấm khiến hắn không kìm nổi ngâm lên một tiếng tiểu Đậu nha bên cạnh vô cùng thân thiết giúp hắn so bóp cánh tay Kỳ thật thời điểm vừa mới xuyên qua đến đại tống, Triệu Nhan vô cùng không quen để thiếu nữ vị thành niên tiểu đậu nha này hầu hạ tắm rửa. Tuy nhiên qua thời gian dài, hắn cũng dần dần xa đọa rồi. Trong phòng tắm vốn đã nóng, lại thêm hơi nóng từ nước nóng bốc lên, khiến cho trong phòng có vẻ càng nóng hơn. Tiểu đậu nha trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng để lộ ra hai cánh tay, vô cùng cố gắng bóp vai đấm lưng cho Triệu Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị hơi nước hun cho đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Kỳ thật ngày hôm qua Triệu Nhân vừa mới tắm rửa qua, hôm nay cũng không phải là ngày tắm rửa, chỉ có điều hắn muốn làm rõ một sự việc, vì vậy mới sai Tiểu Đậu Nha chuẩn bị nước tắm. Hơn nữa thừa dịp lúc Tiểu Đậu Nha xoa so bóp cánh tay cho hắn, đôi mắt của Triệu Nhân lặng lẽ đánh giá trước ngực của Tiểu Đậu Nha. Đây cũng không phải là Triệu Nhân xấu xa, mà hắn chỉ muốn làm rõ ràng xem Tiểu Đậu Nha có buộc ngực hay không y phục trên người của tiểu đậu nha vốn đã vô cùng ít ỏi hiện tại lại bị hơi nước hun như vậy hơn nữa triệu nhan còn cố ý bắn nước tung tóe lên trên người nàng đối với tiểu đội nha cầu thả này căn bản không phát hiện ra y phục đã rắn chặt lên trên người mình rồi kết quả lúc này triệu nhan phát hiện vị trí ngực của tiểu đội nha quả thực là quấn một vòng vải bố thoạt nhìn dường như rất chặt phòng chừng đây chính là buộc ngực trong truyền thuyết rồi tiểu đậu nha ngực ngươi buộc cái gì vậy thoạt nhìn rất chặt ngươi không cảm thấy khó chịu sao Triệu Nhân tự thêm cho mình dũng khí cả nửa ngày, cuối cùng rốt cục lấy hết can đảm hỏi, đồng thời trên mặt còn cố làm ra một bộ dạng vô cùng đơn thuần, giống như thật sự không biết trước cực tiểu độ nha là cái gì. Mặc dù thần kinh của tiểu độ nha có chút không ổn định, nhưng nghe Triệu Nhân hỏi việc riêng tư của nữ nhi thế này, cũng không nhịn được sắc mặt ửng đỏ lên, nhưng cũng không thể không trả lời, cuối cùng ấp a à, ấp úng mà nói: à, "Khởi khởi bẩm quận vương, cái này cái này tên là buộc ngực, nhất định phải tiết chặt mới có tác dụng." Tuy rằng mặc vào rất khó chịu, nhưng bà vú nói nữ nhân nhất định phải mặc vào nếu không về sau sẽ không gả đi được <laughs> tiểu đậu nha ngươi là nha hoàn hồi môn của vương phi còn lo no lắng lập gia đình làm cái gì nếu mặc thứ này lên khó chịu vậy bỏ đi thôi ta cũng không muốn nhìn thấy tiểu đậu nha bị dày vò triệu nhan cười ha hả nói tiểu đậu nha và mịch tuyết đều là nha đầu hồi môn bên người của tào dĩnh về sau sớm hay muộn cũng là người trong phòng của triệu nhan vì vậy hắn mới nói tiểu đậu nha căn bản không cần phải lo no lắng chuyện lập gia đình Tiểu đậu nha nghe thấy Triệu Nhan nói nàng không cần phải lo lắng chuyện lập gia đình, lúc ấy trên mặt liền đỏ hơn. Tiếp theo lại nghe thấy Triệu Nhan đau lòng cho mình. Tuy nhỏ tuổi nên không hiểu tình cảm nam nữ, nhưng trong lòng cũng không kìm nổi cảm thấy ngọt ngào. Hơn nữa nàng tính tình đơn thuần, không ngờ nghe theo lời nói của Triệu Nhan, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi xoay người. Sau khi cởi bỏ quần áo ra, liền bỏ đi buộc ngực, sau đó lại xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu xoay người, tiếp tục bóp vai cho Triệu Nhan. Lúc này, y phục duy nhất trên người Tiểu Độ Nha đã ướt đẫm rồi, bỏ đi buộc ngực liền chẳng khác nào không mặc quần áo. Lúc này, Triệu Nhan mới phát hiện, Tiểu đội Nha không buộc ngực dường như cũng không khác biệt quá lớn, hai bên ngực căn bản không có cái gì đáng xem. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái, Tiểu Độ Nha vốn mới 13 tuổi, hơn nữa dậy thì cũng có chút muộn, đang ở cái tuổi trước sau không khác gì nhau. Triệu Nhan cũng không có sở thích luyến đồng, tự nhiên sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với thân thể của Tiểu Độ Nha. Tiểu Độ Nha Mỗi ngày ngươi đều buộc ngực, vậy Vương Phi có phải cũng mang như vậy hay không? Lúc này Triệu Nhan rút cục hỏi vấn đề quan trọng nhất. Hắn muốn biết nhất vẫn là tình hình của Tào Dĩnh. Dù sao tuổi của Tào Dĩnh lớn hơn một chút, mỗi ngày đều mang buộc ngực căng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Đúng vậy ạ, trước kia đều là ta mỗi ngày giúp đỡ tứ tỷ mang buộc ngực, bởi vì ngực tứ tỷ quá lớn, mỗi lần mang buộc ngực đều phải cố hết sức, khí lực của ta rất lớn, rất dễ dàng giúp nàng mang lên. Nếu đổi lại là mịch tuyết phải cố hết sức nhiều hơn nữa Lúc này tiểu đậu nha cũng thở ra, trên khuôn mặt mang theo vẻ khờ dại hồi đáp. Hồ! Tiểu nhan nghe được điều này, rút cục thở dài ra một hơi, nhẹ lòng hẳn đi. Đã bị đời sau hôn đúc, hắn cũng thích dáng người trước sau đổi lõm. Đối với cái loại dáng người cứng nhắc này, quả thật hắn không hứng thú lên nổi. Tuy nhiên ngay sau đó lại nghĩ tới, mỗi ngày Tào dĩnh đều bó buộc chặt chẽ thân thể mình như vậy, thời gian càng lâu thì sẽ ảnh hưởng càng lớn, lâu ngày còn có thể tăng thêm nguy hiểm bị ung thư vú, xem ra chính mình phải mau chóng thuyết phục đối phương không buộc ngực nữa sau đó là để tào dĩnh kéo theo hai vị tỷ tỷ bảo an công chúa và thọ khang công chúa tốt nhất là sau này nữ tử trong thiên hạ cũng không buộc ngực nữa đây đối với triều nhan tuyệt đối chính là một tin tức tốt vào ban đêm đến tận nửa đêm triều nhan cũng chưa ngủ được hắn vẫn tự hỏi nên làm thế nào để thuyết phục tào dĩnh mãi đến cuối cùng mới nghĩ được một phương pháp khả thi để giải quyết Lúc này toàn thân rút cục mới thả lòng, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triều Nhan vẫn dựa theo thói quen cũ, rời giường sớm. Tuy nhiên hắn cũng không giống với bình thường là đi rèn luyện thân thể, mà trở nên khác thường, vọt vào trong thư phòng, ngồi ngốc ở bên trong hơn nửa canh giờ, đến điểm tâm cũng không ăn. Cuối cùng lúc này mới mang vẻ mặt hưng phấn lao ra khỏi thư phòng, sau đó đi vào phòng của Tào Dĩnh. Trong phòng, Tào Dĩnh vừa ngồi bên lò than ấm mát, may áo bông, vừa phân phó mịch tuyết ngồi bên cạnh, nói Không nghĩ tới văn minh than tổ ong này của phu quân dùng tốt như vậy, lại là đồ dùng sạch sẽ. Thời gian tới mua than tổ ong chỉ sợ có chút không đủ dùng. Mịch tuyết, người bảo lão phúc mua nhiều than tổ ong thêm một chút nữa. Về phần than củi chỉ cần mua một ít để dùng là được rồi, như vậy cũng có thể tiết kiệm một số không nhỏ. Vâng, nô tỳ đi ngay. Mịch tuyết cũng cười đáp ứng, sau đó buông kim chỉ trong tay xuống rồi đứng lên. Mùa đông đã đến, mặc dù triệu nhan là quận vương nhưng áo bưng mặc trên người cũng đều là do tào dĩnh và thị nữ mịch tuyết tự mình làm cả trước đó các nàng học nữ công không phải dùng để chơi về sau y phục trên người triệu nhan đều làm ra từ trong tay mấy người tào dĩnh mịch tuyết nói xong thì đi ra ngoài cửa kết quả lúc này triệu nhan vừa mới xông tới thiếu chút nữa thì đụng vào mịch tuyết sau khi tào dĩnh nhìn thấy không nhìn được cười nói vũ quân đây là thế nào hôm nay bữa điểm tâm sáng cũng không gặp chàng hiện tại lại vội vàng như vậy điểm tâm ta vẫn sai người giữ nóng ở phòng bếp Mịch Tuyết, ngươi đi bảo người khác mang đến đây. Mịch Tuyết đáp ứng một tiếng rồi rời khỏi. Triệu nhan cũng cười hì hì ngồi ở bên người Tào Dĩnh mở miệng nói. Được tử, trước không vội ăn điểm tâm, chỗ này ta có bức họa nàng nhìn trước một chút đi. Triệu nhan nói xong mang một bức họa vừa mới mất một buổi sáng để vẽ lấy ra. Tào Dĩnh không rõ vì sao Triệu Nhan lại cho nàng xem bức tranh, tuy nhiên vẫn buông kim chỉ trong tay xuống, sau đó cầm lấy bức tranh. Kết quả vừa mới liếc mắt nhìn Tào Dĩnh lập tức nha một tiếng rồi bỏ bức tranh xuống, sau đó có chút tức giận nói: "Phu quân ngài là đang vẽ cái gì? Sao lại xấu như vậy?" Chỉ thấy trên bức tranh bị Tào Dĩnh bỏ xuống vẽ một đôi giống như chân cũng không giống như chân, thoạt nhìn thì rất giống chân người nhưng đùi lại cong lên cao cao, ngón chân cũng bị đặt phía dưới bàn chân. Nhìn qua vừa thấy quái dị lại có chút ghê tởm, khó trách sau khi Tào Dĩnh nhìn thấy lại tức giận nhìn thấy phản ứng của tào dĩnh triều nhan cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng sau đó cười hắc hắc nói đương tử có điều không biết nàng đừng thấy bức tranh đó vẽ rất xấu xí những điều khiến rất nhiều nam nhân truy tìm hơn nữa mỹ danh của nó là tam thốn kim liên tam thốn kim liên đối với cái tên này tào dĩnh thấy vô cùng xa lạ cái này cũng không kỳ quái vì thật ra tên này tại minh triều mới xuất hiện lúc ấy nữ nhân bó chân yêu cầu đều là phải nhỏ hơn ba thốn vì vậy mới có cái tên này Kỳ thật cái gọi là tam thốn kim liên chính là hiện tại có vài nữ tử phong trần vì lấy lòng khách nhân, có ý dùng vài bố bao chặt chân của mình khiến nó không thể phát triển. Bởi vì phần lớn nam nhân đều thích chân bó, vì vậy những nữ tử này mới làm như vậy. Tuy nhiên cứ như vậy, chân của những nữ nhân kia bởi vì bị buộc chặt lâu dài cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng như thế này. Kỳ thật lời nói của Triều Nhan có chút khoa trương. Thời kỳ bắc tống này bây giờ đã xuất hiện bó chân, nhưng chủ yếu là bao lấy chân cho càng tinh tế càng tốt, mà không giống như thời Minh Thanh nhất định phải quấn thành ba tấc. Hơn nữa đùi cũng phải cong lên cao cao, chỉ vì khiến cho Tào Dĩnh thấy sợ, vì vậy Triệu Nhan mới vẽ ra cái bộ dáng bó chân ở thời Minh Thanh. Thì ra là thế, trước kia Tào Dĩnh cũng đã nghe nói qua chuyện bó chân, chỉ có điều không nghĩ đến cuối cùng chân sẽ biến thành cái dạng như thế này. May mắn cái này chỉ lan truyền ở trong nữ tử phong trần, nữ tử đàng hoàng bình thường ai cũng không ti chịu cái loại dài vò này. À không đúng, phu quân vì sao hôm nay chẳng lại vô duyên vô cớ nói với tiếp chuyện này? lúc này bỗng nhiên tào dĩnh giật mình có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn triệu nhan một cái đồng thời dường như trong lòng cũng đoán được cái gì tào dĩnh thông minh vô cùng điểm ấy triệu nhan đã sớm được lĩnh giáo rồi thậm chí có chút oán giận tào dĩnh quá mức thông minh khiến cho trượng phu như hắn thật mất mặt tuy nhiên lần này là hắn lợi dụng cái thông minh của tào dĩnh đầu tiên là vẽ một bức tranh về bó chân của đời sau khiến cho tào dĩnh chú ý sau đó cố ý không nói đến chuyện buộc ngược, chỉ là nói chuyện về loại thói quen bó chân này Cuối cùng quả như là không ngoài dự tính của hắn, lúc này vừa mới nói vài câu, Tào Dĩnh thông minh như vậy cũng đã nghĩ tới điều gì rồi. Phu Quân, ngài muốn nói gì thì cứ nói đi, thiếp thân nhất định sẽ thật sự suy nghĩ. Chỉ thấy Tào Dĩnh cười dài nhìn Triệu Nhan nói, nàng đại khái đã đoán được Triệu Nhan muốn nói gì rồi. Chỉ có điều hiện tại nàng muốn nghe chính miệng Triệu Nhan nói, bởi vì nàng cảm thấy loại chuyện như thế này để chính miệng Triệu Nhan nói khẳng định sẽ vô cùng thú vị. À, ta nào có cái gì muốn nói đâu, chỉ là muốn thảo luận chút vấn đề y học với nàng thôi thân thể phát triển là quy luật tự nhiên nếu nàng vì cái gì mà cưỡng chế ngăn cản một bộ phận của thân thể sinh trưởng cuối cùng liền sẽ biến thành bộ dạng giống như đôi chân trong bức tranh này chẳng những gì dạng khó coi hơn nữa đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn triệu nhan nghiêm trang nói trước đó chưa làm rõ thái độ của tào dĩnh hắn cũng không phải không biết xấu hổ đem vấn đề buộc ngực ra để thảo luận <laughs> tào dĩnh nhìn thấy bộ dạng của triệu nhan lại không kìm nổi lập tức cười ra tiếng sau đó chỉ thấy nàng đứng dậy nhẹ nhàng cười nói với triệu nhan phu quân chờ tiếp thân đi một chút sẽ trở lại tào dĩnh nói xong lập tức đi vào trong phòng ngủ của mình điều này khiến cho triệu nhan sửng sốt không biết rõ là tào dĩnh muốn làm cái gì qua một hồi lâu tào dĩnh mới có chút ngượng ngùng từ trong phòng ngủ đi ra sau đó duyên dáng thì lễ với triệu nhan một cái nói phu quân là hy vọng tiếp thân như thế này sao cái dạng gì triệu nhan còn có chút không rõ tào dĩnh đi vào phòng ngủ làm cái gì tuy nhiên lời vừa mới nói ra khỏi miệng hắn liền phát hiện chỗ quần áo trước ngực tào dĩnh dường như đầy đặn hơn rất nhiều Tuy rằng mùa đông mặc quần áo tương đối nhiều, nhưng mơ hồ cũng có thể thấy được đường cong lung linh của thiếu nữ, cùng với dáng người cứng nhắc lúc trước quả thật khác nhau rất lớn. Hóa ra trước đó Tào Dĩnh cũng đã nghe ra ngụ ý của Triệu Nhan, vừa rồi đi vào phòng ngủ là bỏ xuống buộc ngược trên người mình. Điều này khiến cho Triệu Nhan hết sức kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng mình phải phí một phen võ mồ mới có thể thuyết phục được Tào Dĩnh, thật không nghĩ đến có thể khiến Tào Dĩnh bỏ xuống buộc ngược đơn giản như vậy. À, <laughs> cái này, cái này, Nhìn thấy trên người Tào Dĩnh phát sinh biến hóa, Triệu Nhan cũng không nhịn được có chút ấp ba à, ấp úng. Qua thêm một lát, lúc này Triệu Nhan mới chấn định nói. <laughs> không tệ, không tệ, vẫn là như vậy, thoạt nhìn thoải mái hơn. Về sau nương tử cũng nên duy trì như vậy, ngàn vạn lần không cần ủy khuất chính mình. Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Tào Dĩnh cũng không nhịn được lộ ra chút ngượng ngùng cười. Kỳ thật nàng cũng không thích buộc ngực, dù sao ngực bị một tấm vải gắt gao cuốn lấy, đến thở cũng thấy rất khó chịu. Chỉ có điều là mẫu thân bức bách cùng với áp lực thế tục, mới không thể không làm như vậy. Vừa rồi nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Nhan, hơn nữa lại nghĩ đến một chuyện khác, vì vậy không chút do dự bò xuống bộ ngực. Phu quân, trước đó nhìn thấy bức tranh này của chàng, nữ tử trong bức tranh đó có thân hình đầy đặn, có phải hay không chàng rất thích nữ tử như vậy? Lúc này, sự ngượng ngùng của Tào Dĩnh đã qua đi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trước đó nàng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, không rõ vì sao Triệu Nhan lại thích vẽ tranh nữ tử ngực to. Vừa rồi sau khi nghe lời của Triệu Nhan nói, trong lòng nàng bỗng lóe lên một ý tưởng nghĩ tới nguyên nhân trong đó đây cũng là một trong những nguyên nhân vừa rồi nàng không chút do dự bỏ xuống buộc ngực dù sao mình cũng đã gả cho người ta huống chi từ năm ngoái buộc ngực đối với nàng mà nói đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều triệu nhân không nghĩ tới tảo dĩnh lại quá thông minh như vậy từ những mỹ nữ trong trò chơi mình vẽ trong bức tranh liền đoán được ý nghĩ của mình lúc ấy sắc mặt cũng không khỏi vô cùng đống túng may mắn ra mặt của hắn cũng không phải dài bình thường lập tức cười ha hả mở miệng nói <laughs> ta có thích hay không không quan trọng mấu chốt là các nàng mỗi ngày phải buộc cái này vào ngực khẳng định cảm thấy rất là khó chịu hơn nữa nếu cứ như vậy mãi rất có thể sẽ dẫn đến tuyến vú bị bệnh nếu chẳng may bị ung thư vú mà nói đến lúc đó cho dù là cắt toàn bộ ngực đi chỉ sợ cũng không chắc chắn giữ được tính mạng trở nhan đã sớm luyện được bản lĩnh làm lệch hướng đề tài đặc biệt đối phó với Tào dĩnh lại càng đơn giản trực tiếp chuyển đến chủ đề y học khẳng định có thể rời đi lực chú ý của đối phương quả nhiên tào dĩnh nghe thấy lời nói của triệu nhan lập tức cảm thấy hứng thú mở miệng nói phú quân tuyến vú là cái gì cái gì gọi là ung thư vú buộc ngực thực sự có nguy hại lớn như vậy sao nhìn thấy ngay cả tào dĩnh là nữ tử tinh thông y học cũng không biết tính nghiêm trọng của buộc ngực triệu nhan lập tức cũng không nhịn được cảm thán kỹ thuật y học lạc hậu của cổ đại sau đó hắn cầm lấy bút vẽ vẽ một bức giải phẫu bộ ngực cho tào dĩnh sau đó giảng dài kết cấu bên trong đó một chút cho nàng lại nói nguy hại của nữ tử khi buộc ngực đơn giản mà nói chính là ảnh hưởng đến hệ hô hấp của nữ tử từ đó khiến cho thân thể không được cung cấp dưỡng khí đủ hơn nữa bộ ngực bị chèn nép lâu dài khiến cho bộ ngực phát triển không tốt ảnh hưởng đến mỹ quan và sữa để sau này nuôi con thậm chí còn có thể khiến xuất hiện khối sưng ở bên trong gia tăng nguy cơ mắc ung thư vú về phần ung thư vú triệu nhân cũng đơn giản giới thiệu một chút kết quả tao dĩnh nghe xong toàn thân rét run trước kia nàng cũng biết có một số ít người sinh bệnh là vì trong cơ thể để một số đồ vật lâu dài quá nhưng không nghĩ tới bộ ngực nữ tử cũng như vậy hơn nữa mấy thứ này bản chất đều giống nhau dựa theo triệu nhan giảng dài chính là u trong đó u lành còn đỡ hơn một chút nhưng nếu là u ác tính mà nói thì chính là ung thư mà triệu nhan vừa nói rồi phú quân nếu là bị ung thư thật sự không có thuốc nào cứu được sao sau khi tào dĩnh nghe xong tò mò mở miệng hỏi nàng từ lời ông nội nghe về một loại giống như bệnh ung thư này trong đó người bệnh có thể sống sau đó gần như là không có vì vậy ung thư ở trong trung y cũng gần như là một bệnh nan y chỉ dựa vào dược liệu khẳng định là không được theo ta biết có một số bệnh ung thư nhẹ hơn hơn nữa tình trạng sức khỏe của người bệnh tương đối kháng có thể dùng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ u mặt khác còn có một số phương pháp trị liệu khác chỉ có điều ở đại tống chúng ta căn bản không làm được vì vậy nếu thật sự có người bị ung thư gần như có thể nói là chắc chắn chết không thể nghi ngờ triệu nhan kiên nhẫn giải thích phẫu thuật cái gì gọi là phẫu thuật tào dĩnh nghe thấy danh từ mới thì lại tò mò hỏi triệu nhan nghe đến đó không khỏi cười khổ một tiếng Hắn phát hiện mình không thể giải thích quá nhiều cho Tào Dĩnh, nếu không mỗi khi phát ra một danh từ mới thì đều phải giải thích một chút, cứ tiếp tục như vậy thì không thể ngừng được nữa rồi. À, nói như thế nào đây? Kỳ thật, phẫu thuật chính là thầy thuốc dùng một số dụng cụ tiến hành cắt bỏ khối u trên người bệnh nhân, không lại và trị liệu. Ví dụ như là hoa đà trong truyền thuyết lịch sử Trung Hoa, y có thể dùng dao nhỏ lấy chỗ bị bệnh trong cơ thể con người ra ngoài, dùng cái này để đạt được mục đích trị liệu. Tuy nhiên, phẫu thuật không phải là người nào cũng có thể làm được, đầu tiên nhất định phải quen thuộc với toàn bộ kết cấu trong thân thể con người mặt khác còn phải có một vài dụng cụ và dược liệu phụ trợ nếu không có chuẩn bị những điều cần thiết với phẫu thuật vậy thì gọi là mưu sát chứ không còn là phẫu thuật nữa triệu nhan lại kiên nhẫn giải thích lần này hắn cẩn thận không dùng danh từ mới hóa ra không ngờ y thuật của hoa đà trong truyền thuyết thật sự là tồn tại tào dĩnh nghe đến đó cũng cảm thấy có chút khó tin lẩm bẩm ngay sau đó nàng vô cùng hưng phấn ôm lấy cánh tay của triệu nhan hỏi phu quân chàng hiểu biết thủ thuật đó như vậy vậy chàng có phải có thể làm phẫu thuật hay không đối với vấn đề của tào dĩnh triệu Nhan cũng cười khổ đáp lại vừa rồi không phải ta đã nói rồi ư ừ, làm giải phẫu phải dùng một số dụng cụ và dược liệu trong đó dụng cụ thật ra rất dễ làm mấu chốt là một số dược liệu căn bản đại thống ta không có làm giải phẫu ít nhất cần phải có thuốc mê mặt khác sau đó còn cần một số dược liệu tiêu độc chống viêm nếu không sau khi làm thủ thuật bị lây nhiễm có thể sẽ khiến đại đa số người bệnh bị chết hơn nữa làm giải phẫu cần phải có y sĩ chuyên nghiệp Mặc dù Triệu Nhan ở trong học viện y dự thính vài năm, vốn dĩ dựa vào trình độ của hắn làm phẫu thuật ruột thừa đơn giản còn có chút khó khăn, chờ nói đến các phẫu thuật phức tạp hơn. Tào Dĩnh nghe thấy Triệu Nhan nói cũng không có nản lòng, mà lại lần nữa truy hỏi vài vấn đề chi tiết về phẫu thuật. Đối với cái này, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải lại kiên nhẫn giải đáp tiếp. Kỳ thật làm phẫu thuật ở Đại Tống cũng không phẫu thuật có thể để người chế tạo. Có một số thuốc đông y có thể làm thuốc mê, tiêu độc thì dùng cồn, Lần trước Triệu Nhan dùng biện pháp trưng cất ra rượu mạnh được đám người Liêu quốc vô cùng hoan nghênh, chỉ cần đem những rượu mạnh này tinh chế thêm nữa, tạo ra cồn dùng trong y học cũng không phải là việc khó gì. Cuối cùng chính là thuốc tiêu viêm, người bệnh dùng sau khi làm thủ thuật, dù sao chỉ dựa vào cồn để tiêu viêm, căn bản không đạt yêu cầu. Nhưng đáng tiếc rằng penicillin là loại thuốc dùng đi đầu trong y học cũng không phải là thứ Triệu Nhan có thể làm ra được. Chỉ có điều không biết trong đông y có dược liệu có thể thay thế được hay không. Trong mấy ngày liên tiếp, gần như mỗi ngày triệu nhan vừa mới mở mắt liền bị tào dĩnh kéo vào trong phòng thảo luận về phẫu thuật trong đó nguyên lý phẫu thuật tào dĩnh đã sớm hiểu rõ nàng cảm thấy hứng thú chính là triệu nhan biết rõ kết cấu các bộ phận trong cơ thể con người đã bị văn hóa trung nguyên người chết vì lớn ảnh hưởng trong đông y gần như không có khả năng tiếp xúc với thi thể điều này cũng khiến cho đông y nhận thức rất ít về kết cấu trong cơ thể con người thậm chí còn không bằng người khám nghiệm tử thi trong nha môn hiện tại tào dĩnh đã phát hiện triệu nhan không ngờ cũng vô cùng tinh thông trong phương diện này hơn nữa những vấn đề về phẫu thuật này là điều cần phải biết, vì vậy nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với phương diện này, thậm chí còn yêu cầu Triệu Nhan vẽ ra các bộ phận trong cơ thể, về sau có thể cho nàng làm lễ vật cho ông nội. Trong lúc này, Tào Tung và Hô Duyên Bình lại đến một chuyến nữa. Bọn họ đến là để nói cho Triệu Nhan, kế hoạch từ hôn của Tào Tung cuối cùng đã thành công. Những nam quận vương nhìn thấy bức tranh thứ nhất của Tào Tung hết sức hài lòng, đáng tiếc sau đó lại bị Tào Tung âm tầm đánh cháo, kết quả khi đưa đến tay vị tiểu quận chúa lại là một bức họa khác nhìn bức họa vẽ tào tung đáng khinh kia ánh mắt luôn cao của tiểu quận chúa kiên quyết không đồng ý thành thân kết quả hôn sự này cứ như vậy thất bại vì thế tào tung quyết định mở tiệc chiêu đãi triệu nhan ở một nơi đặc biệt khác dùng cái này để tỏ lòng cảm tạ của mình vừa vặn triệu nhan cũng rất muốn đi ra ngoài vì thế cũng vui vẻ đồng ý đáng tiếc hắn không biết rằng chính bởi vì chuyện này của tào tung lại khiến hắn rước lấy một đống phiền toái màn đêm dần dần buông xuống thành khai phong phồn hoa vốn không yên tĩnh trên đường phố răng đèn kết hoa lẫn với tiếng ăn uống thoạt nhìn tưởng như náo động hơn ban ngày kể từ năm ngoái sau khi thành khai phong gỡ bỏ lệnh giới nghiêm cuộc sống thành khai phong về đêm mới bộc phát ra sức sống rất khó tưởng tượng từ khi bắt đầu lên đèn liên tục đến hết ngày hôm sau toàn bộ thành khai phong đều trong cuộc sống sinh động triệu nhan ngồi ở trên xe ngựa vừa đi vừa thưởng thức cảnh đêm ở thành khai phong mặc dù đã xuyên việt đến đại tống mấy tháng rồi nhưng đây mới là lần thứ hai hắn đi đến trên đường ở thành Khai Phong vào ban đêm. Lần trước là sau khi hắn tiến cung ẩu đả với Vương Sân. Kết quả là khi ra ngoài đã là nửa đêm. Chỉ là lúc đó đang lo lắng đế bệnh của công chúa Bảo An, cho nên căn bản không có tâm trạng thưởng ngoạn. Hiện tại công chúa Bảo An đã rời Vương Sân, bên cạnh Triệu Nhan cũng không có chuyện phiền lòng, tâm tình tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Thấy cảnh đêm lên đèn của hậu thế, Triệu Nhan cũng đối với cảnh đêm ngàn năm trước, mắt cảm thấy vô cùng mới lạ. Chỉ thấy hai bên đường cửa hàng, đều treo đèn lồng tiểu nhị đứng ở cửa mời khách cửa hàng hai bên đều là các món ăn vặt nóng hổi bây giờ cũng chính là giờ ăn cơm hầu như các gian hàng đều không ít khách sĩ tử thân mặc áo choàng với người buôn bán cởi trần đều cùng một chỗ mặc dù khác thân phận nhưng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau tam ca đừng xem nữa đợi đến tết nguyên tiêu thành cai mới thật sự náo nhiệt bây giờ vẫn sớm thời tiết hôm nay cũng lạnh rồi trên đường cũng tiêu điều đi nhiều đến mấy cô nương cũng tìm không thấy căn bản cũng không có gì xem đúng lúc này tào tung ngồi trong xe mở đời, bởi vì cảm tạ triệu nhan lần trước vì y vẽ chân dung vì lẽ đó tào tung ngày hôm nay mới mời khách hơn nữa địa điểm mời khách cũng thập phần thần bí trước đó cũng không có nói cho triệu nhan thậm chí còn cố ý chọn buổi tối vào thành điều này làm cho triệu nhan cũng hết sức tò mò kiểu ca nhi địa điểm ngươi mời khách không thể là thanh lâu chứ bằng không thể sao là phải chờ buổi tối mới ra ngoài triệu nhan lúc này cũng đem tầm mắt từ bên ngoài rời lại đây sau đó nhìn tào tung cười hỏi <cười> tam ca nhi lần này ngươi lại đoán sai rồi địa điểm kiều ca mời khách không những không phải thanh lâu trái lại là một tòa chùa miếu lúc này ngồi ở bên cạnh hô diên bình cũng mở miệng cười nói y cùng với tào tung từ trước đến giờ đều là ra có nhau vào cũng có nhau nếu không biết hai người bọn họ đều chỉ thích nữ nhân triều nhan chỉ sợ cũng phải cho rằng bọn hắn có quan hệ gì đó mà không thể cho ai biết chùa miếu hai người các ngươi có lầm hay không chẳng lẽ buổi tối các ngươi mời ta đến gặp hòa thượng Triệu Nhân nghe đến đó có chút tức giận. Nếu là đi thanh lâu, hắn tuy rằng tự xưng là giữ mình trong sạch, nhưng để mặt hai người tào tung ngược lại không ngại kiến thức một phen. Có điều đi chùa miếu xem hòa thượng lại có chút quá đáng. Trời lại như thế hắn còn không bằng trực tiếp về nhà ngủ. Nhìn thấy Triệu Nhân có vẻ không vừa ý, Hồ Duyên Bình cùng với Tào Tung nhìn nhau cười một tiếng, nói: <laughs> "Tam ca nhi yên tâm, ai nói đi chùa miếu nhất định về gặp hòa thượng, chúng ta lần này đi chùa miếu chẳng những có mỹ thực, hơn nữa còn có mỹ nữ." "Mỹ thực? Mỹ nữ?" Triều nhân nghe đến đó sừng suốt một chút. Hòa thượng không phải đều ăn chay sao? Nơi nào có bí thực? Cho tới mi nữa càng không thể. Đợi một chút, hai người các ngươi sẽ không mang ta đi đến tất cả đều là chùa miếu của Nico chứ. Triều nhân nói xong lời cuối cùng, lại nghĩ đến một khả năng, lập tức tỏ rõ vẻ cười dâm đãng suy đoán. Hắn nhớ tới cổ đại có vài nữ đạo sĩ và Ni cũng mang tiếng là người xuất gia, trên thực tế lại là, là thanh lâu kỹ quán. Hơn nữa ở ngay dưới mắt thần tiên cùng Phật tổ cũng làm việc này, càng kích thích khoái cảm của nam nhân. Có lẽ vì lẽ đó, đám nữ đạo sĩ cùng Nico làm chuyện này ngày càng tốt, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn một chút. Chẳng qua lời của triệu nhân vừa nói, tuyệt nhiên hô diên bình hai người nhất trí kinh bỉ, chỉ thấy tào tung càng được một mặt chính khí nói, tam ca nhi, huynh làm sao có thể nghĩ ta xấu xa như vậy? Lần này ta dẫn huynh đi nhưng chính là chính kinh chùa miếu, bên trong người xuất gia cũng chỉ có hòa thượng, người tuyệt đối không thể coi khinh tòa chùa miếu này, người khác muốn vào cũng không vào được, ta cũng phải tốn nhiều sức lực mới đưa được ba người vào. Mỹ nữ còn ngày hôm nay cũng càng không đơn giản đến lúc đó người thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình nghe được lời của tào tung càng khiến triệu nhan thêm hết sức hiếu kỳ hắn thực sự không nghĩ ra được bên trong chùa có cái gì đến tào tung cùng với hô diên bình là công tử đi vào đều phải tranh giành phải biết rằng ngay cả chùa đại tướng quốc nổi danh nhất trong thành cũng để mọi người tự do ra vào triều nhan trong lòng hiếu kỳ tự nhiên không nhìn được muốn hỏi nhưng đáng tiếc tào tung cùng hô diên bình lúc này ngặt một nỗi lại như là đặt lên giá bất luận triều nhan hỏi làm sao bọn hắn đều là một mặt thần bí nói đợi lát nữa đi thì biết. Cuối cùng, Triệu Nhan tức giận cũng không hỏi nữa. Hắn cũng muốn xem thử xem hai người này ngày hôm nay dự định giờ cho quỷ gì. Xe ngựa của bọn Triệu Nhan đi xuyên qua phố Đông Tập Tự, sau đó hướng Nam quẹo vào phố Bảo Khang Môn. Đại tướng quốc tự nổi danh trên đời nằm ngay phía tây phố này. Tuy nhiên, xe ngựa của bọn họ đi qua cửa đại tướng quốc tự cũng không dừng lại, sau đó lại đi qua bên sông trên cầu tướng quốc tự cuối cùng lại đến điểm giao giữa phố Bảo Khang Môn với phố Nhai Viện. Xe ngựa từ nơi này quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó bảy lần quạt, tám lần rẽ vài vòng, cuối cùng thật sự dừng lại ở trước cửa ngôi đền, diện tích cũng không to, không nhỏ. Hương tích tử Triệu Nhan theo tào tung hai người xuống xe ngựa, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt tấm biển trên cửa chính chùa miếu. Kết quả phát hiện tiểu chùa miếu này tên là Hương Tích Tự. Tên ngôi chùa này hắn chưa từng nghe qua, còn nơi này càng là lần đầu tiên tới. Còn lo no lắng làm gì, chúng ta cùng mau vào đi thôi. Xem bên ngoài này có mấy chiếc xe ngựa, không chừng còn có người đến sớm hơn chúng ta. Tào Tông lúc này vỗ bảo vai Triệu Nhân một cái nói. Lúc này Triệu Nhân cũng mới phát hiện, trước cửa ngôi đền cũng đã đổ mấy chiếc xe ngựa. Trên xe, mấy vu xe đang vây quanh góc tường nơi đó rời ấm. Nhìn có vẻ chủ nhân của bọn họ cũng đều đã đi vào rồi. Triệu Nhân ngày hôm nay cảm giác chuyện này có chút quỷ dị. Chẳng qua cũng đã đến rồi, hơn nữa Tào Tung cùng Hô Diên Bình cũng tuyệt đối sẽ không hãm hại hắn, vì lẽ đó do dự một chút cũng rốt cục cất bước tiến vào. Sau đó Tào Tung tự mình gõ cửa, kết quả không chỉ trong chốc lát liền nghe đến bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa chùa bị mở ra, từ bên trong đi ra một tiểu hòa thượng, đầu tiên là hướng về ba người triệu nhan thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Cùng ngành ba vị thí chủ, không biết thí chủ có mang thiệp mời. Thiệp mời ở chỗ của ta, thỉnh cầu tiểu sư phụ dẫn được. Tào Tung tiến lên hồi đáp, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra ba tấm thiệp mời. Nhanh mắt, Triệu Nhan phát hiện trên ba tấm thiệp mời này không có chữ gì, chỉ vẽ ra một hòa thượng đầu trọc so với loại thiệp mời bình thường hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia tiếp nhận thiệp mời kiểm tra một hồi, sau đó một tay hướng về phía ba người Triệu Nhan lần thứ hai thi lễ một cái, nói Ba vị mời vào. Liễu không sư huynh đang làm bếp, chuẩn bị ở phía sau. Tạm thời không có cách nào gặp khách nhưng hiện nay mấy vị khách nhân đã đến rồi ba vị có thể cùng mấy vị khách nhân vừa nói chuyện vừa chờ một chút tiểu hòa thượng nói xong xoay người dẫn theo ba người triệu nhan đi vào chùa mà triệu nhan thừa cơ hội này nhẹ giọng đối với tào tung hỏi tiểu ca nhi cái tên liễu không sư huynh mà tiểu hòa thượng vừa nói là ai nghe ý của ý nói hình như món ăn ngày hôm nay của chúng ta là do liễu không chuẩn bị <laughs> vì liễu không đại sư này không phải là người bình thường một lúc nữa huynh gặp sẽ biết ngoài ra hôm nay cũng có mấy người khách mời đã đến rồi nói không chừng trong đó còn có người quen của chúng ta đấy tào tung cái tên khiếu hóa này bán lời làm người ta tức muốn chết triệu nhan tức giận thật muốn đạp cho gã một cước tiểu hòa thượng dẫn theo triệu nhan bọn họ đi qua tiền điện sau đó lại truyền qua mấy chỗ hành lang lúc này triệu nhan mới phát hiện tòa hương tích tự này tuy rằng diện tích không lớn nhưng bên trong kiến trúc lại cực kỳ tinh xảo hành lang đình đài cũng là cấu tứ sáng tạo lợi dụng không gian nơi này vô cùng hợp lý làm cho triệu nhan thậm chí có cảm giác tới một đường ngoắt ngoéo sâu thẳm truyền qua hai tầng sân sau triệu nhan bọn hắn rốt cục đi tới ngoài cửa một thiện phòng phía sau hương tích tự chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng choang mơ hồ còn truyền đến tiếng mấy người nói chuyện đợi đến triệu nhan bọn hắn đi vào thiện phòng mới phát hiện thì ra trong phòng có bốn nam hai nữ đang ngồi càng làm cho triệu nhan kinh ngạc chính là trong sáu người này hắn nhận ra hơn một nửa từ chiêm huynh từ do huynh bá thời huynh các huynh tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nhan hơi kinh ngạc, trong bốn nam tử hắn nhận ra ba người, phân biệt là Tô Thức, Tô Triệt cùng Lý Công Lân. Một nam tử khác là một hòa thượng lớn mập, nhìn qua cũng khoảng 30 tuổi, mặt mũi hiền lành, ngồi ở chỗ đó tự nhiên một phen khí độ cao tăng. Về phần hai cô gái xinh đẹp còn lại, một người trong đó được xưng là đệ nhị hành thủ của Đông Kinh Tiết Ninh Nhi. Bây giờ vừa lúc cười nhìn hắn, Triệu Nhan cũng chỉ đành cật gù cười với nàng, mà khi hắn nhìn thấy nữ tử thứ hai thì cũng không khỏi sừng sốt chỉ thấy đối phương trên người mặc một bộ y phục đơn giản đầu cài lược như tóc mây da trắng nõn nà mắt như thu thủy mai ngài dài nhỏ nhìn như núi xa quả nhiên cũng là một vị đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành hơn nữa so với tiết ninh nhi trên người có thêm một luồng khí lạnh lại được chiếu dưới ánh trăng nhìn qua thật sự dường như là nguyệt cung tiên tử <laughs> vừa nãy ta vẫn cùng bá thời nói tới tác phẩm hội họa của quần vương không ngờ tới Quan Vương thật sự cũng tham gia Hương tích Yến lần này thực sự là quá trùng hợp rồi. Ngay khi Triệu Nhan đánh giá khuôn mặt đẹp của mỹ nữ, Tô Thức lúc này cũng đi tới cười nói. Nghe được lời của Tô Thức, Triệu Nhan lúc này mới giật mình tỉnh lại, lập tức cũng cười hướng về Tô Thức chắp tay nói: Thì ra nơi này gọi là Hương tích Yến, ta cũng là vừa mới biết. Ngày hôm nay là người bạn thân bên cạnh ta mời đến, cho nên mới đi tới nơi này. Không ngờ tới cùng các vị hội ngộ, nói thật cũng thật là có duyên. Triệu Nhan nói vừa dứt lời, Lý Công Lân cùng với Tô Triệt cũng đều tiến lên chào hỏi, mà hòa thượng lớn mập kia cũng cùng Tô Triệt đứng chung một chỗ, xem ra bọn hắn hẳn là người quen. Chẳng qua không chờ bọn hắn giới thiệu đẫn nhau, chợt nghe Tiết Ninh Nhi ngồi đối diện bọn họ bỗng nhiên cười nói: "Quận vương điện hạ, ngài còn nợ tiểu nữ tử một bức họa, không biết lúc nào có thể vẽ tranh cho tiểu nữ tử." <laughs> Lần trước còn cần cảm ơn Tiết hành thủ tương trợ, nếu cô rảnh rỗi có thể tới biệt viện ngoài thành, đến lúc đó bản vương nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp cô vẽ một bức họa. Triệu Nhan cũng cười ha hả nói, lần trước khi Tây Viên nhã tập, nhờ có Tiết Ninh Nhi giúp đỡ cung cấp một bài thơ qua cầu, sau đó đối phương lại mấy lần nói giúp hắn. Vì lẽ đó ấn tượng của Triệu Nhan đối với vị tiết hành thủ này cũng thay đổi rất nhiều. Đa tà quần vương có lời mời, ta đến lúc đó tất nhiên sẽ đi quý phủ thăm hỏi. Lúc Tiết Ninh Nhi nói với Triệu Nhan, ánh mắt còn vô tình hay cố ý lướt qua một tí người mỹ nữ lạnh lùng kia, trên mặt tự hồ còn có chút đắc ý, Tuy nhiên, vị mỹ nữ lạnh lùng kia lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hình như đối với vị đại họa sĩ triệu nhan mới nổi danh tiếng lẫy lừng này cũng không có bất cứ hứng thú gì. Điều này làm cho Tiết Ninh Nhi cũng có chút thất vọng. Triệu nhan lúc này cũng cùng tô thức đồng thời ngồi xuống, sau đó hắn trước tiên hướng về đối phương, giới thiệu một chút, tào tung cùng hô duyên bình bên cạnh. Đối với hai vị đại công tử trong thành Đông Kinh này, mấy người tô thức cũng đều có nghe qua, lập tức đều đối với hai người có chút lạnh nhạt cúi đầu, cũng không có đàm luận đối với tà tung cùng hô diên bình cũng đã quen thuộc từ lâu kế tiếp chỉ thấy tô thức chỉ vào đại hòa thượng béo bên kia giới thiệu với triều nhan Quận vương vị này xuất gia pháp danh là liễu nguyên là một trong những bằng hữu tốt nhất của tại hạ không chỉ phật pháp tinh thông hơn nữa đối với thi tử ca phú cũng rất có trình độ vốn là chủ trì thừa thiên tự giang châu lần này cùng với bằng hữu đồng thời vào kinh hiện tại ngụ tại phủ của ta a di đà phật bần tăng liễu nguyên bái kiến quận vương điện hạ tô thức vừa dứt lời hòa thượng liễu nguyên với thân hình to béo cũng đứng dậy hành lễ chào y tuy rằng vừa tới kinh thành nhưng cũng nghe nói rất nhiều đồn đại liên quan tới triệu nhan trong lòng đối với vị quần vương huyền thoại triệu nhan cũng vô cùng hiếu kỳ <laughs> đại hòa thượng không cần đa lễ triệu nhan cũng mở miệng cười đáp đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút hắn nhớ tới tô thức có giao hảo với một vị hòa thượng bằng hữu chẳng qua hình như tên gọi là phật ấn không phải là liễu nguyên này chẳng lẽ tô thức có hai vị hòa thượng bằng hữu Kỳ thực triệu nhân không biết chính là Liễu Nguyên Hòa Thượng chính là Phật Ấn Hòa Thượng có giao hảo với tô thức trong lịch sử. Phật Ấn Hòa Thượng vốn dĩ là pháp hiệu thường gọi của Liễu Nguyên, sau này mới được triều đình ban danh làm Phật Ấn Thiền Sư. Vì lẽ đó hậu thế cũng xưng Liễu Nguyên Hòa Thượng là Phật Ấn, lâu dần đúng là không có ai nhớ tới pháp hiệu cũ. Triệu Nhan cùng với Liễu Nguyên hàn huyên vài câu, bỗng nhiên chuyển đề tài, mở miệng hỏi. Đại Hòa Thượng, tươi pháp hiệu tên là Liễu Nguyên, Vừa nãy ta nghe tiểu hòa thượng trong chùa nói có một vị liễu không hòa thượng ở đây chuẩn bị cơm nước cho chúng ta. Mà vừa nãy từ chiêm huynh lại xưng nơi này là hương tích yến. Nhưng ta đến hiện tại đầu hóc vẫn mơ hồ. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì không? Nhìn thấy triệu nhan vẻ mặt cười khổ, bất luận tô thức hay là đám người tào tung này, tất cả đều đồng thời ngửa đầu cười to. Qua một hồi lâu, lúc này mới thấy tô thức mở miệng nói trước. Quật vương có chỗ không biết, trong thành Đông Kinh tuy rằng có 72 nhà chính điếm, ngoài ra còn có vô số chân điếm. Những chủ quán này tuy rằng cũng có một chút sở trường thức ăn, nhưng nếu luận đến thức ăn ngon đệ nhất, phải kể tới hương tích yến trong chùa hương tích này. Tuy rằng liễu không chỉ là món ăn chay, nhưng ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào. Không tồi, hương tích yến tuy rằng tất cả đều là thức ăn chay, nhưng là yến hội cao cấp nhất trong toàn bộ thành Đông Kinh. Những thức ăn này hầu hết đều là từ tay liễu không đại sư làm, chỉ là Liễu Không Đại Sư tuy rằng yêu thích nấu ăn, nhưng bình thường không dễ dàng ra tay. Mỗi tháng cũng chỉ có thể làm một lần, mỗi lần cũng chỉ có thể phát ra ngoài 9 tấm thiệp mời. Bất luận là ai được thiệp mời đều có thể đến thưởng thức bình phẩm món ăn. Bởi vì loại yến hội này chỉ cư hai ở hương tích tự, vì để đó cũng được người ta gọi là hương tích yến. Lúc này Tào Tung cũng cười ha ha nói bổ sung. Trước y không nói cho Triều Nhan chính là vì y muốn tạo một niềm vui bất ngờ, mặt khác vì ba tấm thiệp mời này mà y cũng tiêu tốn không ít sức lực. <laughs> Liễu không sư đề năm đó cùng với bần tăng ở bào tích tự, hàng ngày thiền sư tọa hạ, học tập Phật Pháp. Bần tăng lúc đó tưởng thức không ít tài nấu nướng của y. Nhưng đáng tiếc sau đó từ biệt, bần tăng cũng là thời gian rất lâu, không có thưởng thức đến tài nghệ của sư đệ. Lần này có duyên đi tới Kinh Thành, đương nhiên phải thưởng thức một phen. Liễu Nguyên Hòa Thượng lúc này cũng cười lớn nói, Pháp hiệu của y cũng được ban cùng ngày với Liễu Không, xem như chính là sư huynh đệ, vì lẽ đó Pháp hiệu mới giống nhau như vậy. Triều Nhan nghe đến đó cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ràng cái gọi là hương tích yến là chuyện ra sao. Đồng thời đối với vị liễu không hòa thượng kia cũng có hiểu một chút, chỉ là hắn không nghĩ tới một hòa thượng sẽ yêu thích trù nghệ. Hơn nữa dựa vào vẻn vẹn làm thức ăn chay lại có thể đem đầu bếp nổi danh thành đông kinh đều hạ thấp xuống. Điều này làm cho hắn không khỏi mong chờ tài nghệ của liễu không hòa thượng. Hương tích yến mỗi lần chỉ mời tiệc 9 người, Triệu Nhan ba người bọn họ đến trước cũng đã có sáu người tô thức chờ, thêm vào ba người bọn hắn vừa vặn chín người. Nói cách khác, người lần này tham gia Hương tích Yến đều đến đông đủ, hơn nữa mọi người cũng đều là người quen, bởi vậy từng nói chuyện cũng khá là an ý. thừa dịp lúc nói chuyện, Tào Tung lén lút hướng về Triệu Nhan giới thiệu một chút về người bên cạnh Tiết Ninh Nhi. Nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp này khiến Triệu Nhan hết sức kinh ngạc chính là đệ nhất hành thủ Nhan Ngọc Như của Thành Đông Kinh. Chẳng trách vừa nãy Tiết Ninh Nhi trong lúc lơ đãng đối với nàng cũng lộ ra mấy phần phấn khích. Xem ra hai vị hành thủ này cạnh tranh cũng khá là kịch liệt. Nhan Ngọc Như không chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, theo Tào Tung giới thiệu, sự thanh cao của đối phương cũng nổi tiếng khắp thành Đông Kinh. Tuy rằng nàng là nữ tử thanh lâu, nhưng bình thường cũng không dễ dàng tiếp khách. Muốn gặp nàng chỉ có thể sớm hẹn trước. Chỉ có chờ khi nàng tâm tình tốt thì mới ngẫu nhiên tiếp một, hai vị khách mời. Hơn nữa đều là đàm luận trên hai câu sẽ tiện khách. Số rất ít khách mời có thể nghe nàng gầy một khúc. Có người nói tài đánh đàn của nàng rất có phong cách quý phái. Mặt khác một vài thi từ của Nhan Ngọc Như cũng có phần phi phàm. Nói phần lớn nam nhân có lúc thật sự rất ti tiện. Nhan Ngọc Như càng biểu hiện thanh cao lạnh nhạt như vậy, ngược lại càng được quý tộc và đám sĩ tử săn đón. Không hết người đều có thể lấy việc gặp được nàng mà hãnh diện. Nếu như có thể nghe được nàng gầy một khúc, vậy thì đủ khiến một người trong nháy mắt trở thành tin tức lớn trong thành Đông Kinh. Vốn là Tiết Ninh Nhi tài nghệ cùng dung mạo cũng không dưới nhan ngọc như. Nhưng chính là nhan ngọc như biểu hiện ra khí chất lành lạnh. Hơn nữa Tiết Ninh Nhi bản thân cũng có chút tham tài. Chỉ cần khách mời ra được giá tiền, nàng sẽ không keo kiệt gặp mặt một lần hoặc gầy một khúc. Kết quả đám sĩ tử này đối với Tiết Ninh Nhi đánh giá cũng thấp rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể được người ta gọi là đệ nhị hành thủ trong thành Đông Kinh. Đối với chuyện này, Tiết Ninh Nhi bình thường cũng không phục lắm, thỉnh thoảng đều muốn cùng Nhan Ngọc Như tỉ thí một phen. Nhưng đáng tiếc, dựa vào tính tình lành lạnh của Nhan Ngọc Như, đối với việc này, căn bản không thèm để ý, càng sẽ không để ý tới sự khiêu kích của Tiết Ninh Nhi. Nghe xong Tào Tung giới thiệu với Nhan Ngọc Như, Trời Nhan không nhịn được ngẩng đầu như đối phương một chút. Kết quả chỉ thấy vì đệ nhất hành thủ này giống như lúc mới vào, lặng lặng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Thoạt nhìn đẹp thì đẹp rồi, nhưng cũng có giống như là bạch ngọc mỹ nhân vậy, khiến cho Triệu Nhan thực sự không cảm thấy được hứng thú gì. Cướp chỗ ngồi bên cạnh Triệu Nhan, Lý Công Lân giống như nghe được lời Tào Tung nói, lúc này cũng tiếp cận lại đây, cười nói. Quận vương khả năng không biết, Nhan Ngọc Như mặc dù đối với nam tử không thêm sắc thái, nhưng trong trái tim cũng đã có một nam nhân, lúc trước tại hạ biết được tin tức này thì cũng có cảm giác đau lòng. <laughs> thật tò mò, không biết là vị đại tài nào có thể được Nhan hành thủ ái mộ. Triệu Nhan còn chưa kịp mở miệng, Bên cạnh Tào Tung liền tỏ vẻ bát quái truy vấn. Y yêu thích chính là mỹ nữ Tiết Ninh Nhi. Đối với Nhan Ngọc Như, tựa như băng sơn, cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Nghe được đối phương đã có người trong tim, Y cũng chỉ đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ. Ha <laughs> ha, còn có thể là ai? Chúng ta tới đây là để thưởng thức kỳ nghệ làm bếp. Duy chỉ có vị Nhan hành thủ này là đến để gặp mặt liễu không? Tổ thức lúc này bỗng nhiên lại đây, chen miệng nói vào nói xong lời cuối cùng thì trên mặt cũng lộ ra một vẻ mặt tiếc nuối cái gì một nữ tử thanh lâu không ngờ lại thích một tên hòa thượng triều nhân nghe đến đó lần thứ hai giật này cả mình loại chuyện này hắn nghĩ đến chỉ có tiểu thuyết hậu thế hoặc là kịch nghệ mới có cũng không nghĩ đến bây giờ lại hiền hiện trước mắt mình quân vương điện hạ ngài tuyệt đối không nên coi khinh vị sư đề ta Y không chỉ chủ nghệ tinh xảo, mặt khác bất kể là Phật Pháp hay là tài học đều ở trên bần tăng. Cầm kỳ thư họa cũng không gì không giỏi. Đến sư phụ của ta cũng khoe y cốt cách như tuyết đậu, sau như hậu nghệ. Hơn nữa sư đệ trời sinh ra dài đẹp, hấp dẫn một vài nữ tử thế gian cũng rất bình thường. Lúc trước lão sư lo lắng nhất chính là y tình quan khổ sở, cũng do tâm hướng Phật của sư đệ vô cùng chấp nhất. Ta xem vị nhan thí chủ này cuối cùng e rằng cũng chỉ có thể buồn bã ủ rũ thôi. Đại hòa thượng Liễu Nguyên cũng không biết từ lúc nào đã tiến tới trên miệng nói. Chẳng qua đối với nhận định cuối cùng của Liễu Nguyên, Lý Công Lân cũng không đồng ý. Chỉ thấy y liếc mắt nhìn nhan ngọc như thấp giọng mở miệng nói. Đó cũng không nhất định. Liễu không tuy rằng một lòng hướng về Phật, nhưng hiện tại dù sao vẫn là thịt thể phàm thai, tương tự cũng có thất tình lục dục đối với nhan ngọc như nữ tử như vậy cũng rất khó không động tâm chẳng hạn như hương tích yến mấy tháng mỗi lần đều sẽ có một tấm thiệp mời đưa đến chỗ nhan hành thủ mà nhan hành thủ cũng mỗi lần đều tham gia rõ ràng sự tình như thể chứng minh hai người bọn họ khẳng định có tư tình lòng bắt quái mọi người đều có dù cho là đại tài như là tô thức cùng với lý công lân cũng không ngoại lệ huống chi nội dung bàn tán còn là quan hệ đến chuyện tình của một hòa thượng cùng một vị hành thủ vì đã đó bọn hắn tán gẫu thì càng hăng say cũng may mà tiện phòng này khá lớn hơn nữa nhan ngọc như làm người cao ngạo ngồi cũng khá xa cho nên mới không nghe thấy bọn hắn nghị luận triệu nhan ở đời sau thì đối với loại bát quái này đã sớm nghe hơn nhiều hơn nữa hắn cũng với nhan ngọc như liễu không hai người này đều không quen bởi vậy đối với chuyện này cũng không quan tâm liền có chút tẻ nhạt quét một vòng tiện phòng kết quả lúc này vị nhan ngọc như kia ngồi ở chỗ đó giống như là ngọc thạch cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên kết quả ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung theo lễ phép triều nhan đối với nhan ngọc như lộ ra một nụ cười hữu hào nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn bộ dạng lãnh đạm cũng không có bất luận biểu thị gì điều này làm cho triều nhan có chút buồn bực không nghĩ tới sức hấp dẫn của mình lại vẫn không bằng một tên hòa thượng cũng đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa thiện phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Điều này làm cho triệu nhân bỗng cảm thấy phấn chấn. Hiện tại hắn rất muốn nhìn xem. Người trong truyền thuyết kia, liễu không hòa thượng, rốt cuộc, dung mạo ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 29 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 30.